Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Vì sao gia đình Việt Hương Thanh Thảo lại về Việt Nam sống sau nhiều năm định cư ở Mỹ? Đầu năm 2021, khán giả bất ngờ trước thông tin Việt Hương và Thanh Thảo sẽ đưa cả gia đình về Việt Nam sinh sống. Lý do họ quyết định cho việc này đã được người trong cuộc tiết lộ. Việt Hương đã trở thành một trong những diễn viên đắt xu ở sân khấu phía Nam. Không chỉ thế, khi các chương trình thực tế lên ngôi, Việt Hương còn phủ sóng truyền hình, dày đặc với vai trò như MC và giám khảo. Cô có tiền các xe cao ngất ngưỡng ngang ngửa với Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang. Việt Hương lấy chồng từ năm 23 tuổi, nhưng chuyện tình lỡ dở do cô chỉ chú tâm vào công việc. Nhưng hiện tại Việt Hương đang rất hạnh phúc bên người chồng thứ hai và một người con gái. Được biết, chồng hiện tại của Việt Hương là nhạc sĩ hải ngoại Hoài Phương, Việt Kiều Mỹ và lớn hơn cô 5 tuổi. Việt Hương chia sẻ, chồng cô chính là hậu phương vững chắc cho sự phát triển của nữ danh hài. Và ngược lại, nền tảng giữ lửa và tình cảm vợ chồng của Việt Hương là tôn trọng chồng. Chính vì thế, dù thường xuyên đi lưu diễn xa nhà, nhưng Việt Hương hoàn toàn có thể yên tâm vì đã có chồng chăm sóc con gái. Thậm chí thỉnh thoảng anh còn sang Việt Nam để chăm sóc cho cô. Tuy nhiên, đầu năm 2021, Việt Hương và chồng quyết định đoàn tụ sau 26 năm sống ở Mỹ. Nói về lý do quay về Việt Nam, Việt Hương tâm sự với Thanh Niên. Khi quay trở lại Mỹ, gia đình tôi đang lấn cấn chuyện có về Việt Nam định cư hay không, thì anh Chí Tài ra đi. Anh Chí Tài là người mỗi ngày gọi điện thoại trò chuyện cùng vợ chồng tôi. Khi anh ấy mất, đó là sự mất mát quá lớn. Trước đó tôi với anh Tài còn hẹn nhau sẽ cùng nhau đi diễn tấu hài. Khi anh ấy mất rồi, tôi đau lòng quá nên tâm sự với ông xã và anh Phương quyết định đi về. Hiện tại Việt Hương có cuộc sống ổn định tại Việt Nam. Cô nói, gia đình tôi lần được đoàn tụ ở đây, đó là niềm vui lớn nhất. Khi về đến đây, nói gì thì nói, nhưng có vợ có chồng vẫn khác. Ví dụ mỗi lần hai bên cùng phải làm, thì bây giờ với việc đó, anh Phương có thể làm luôn vì có mặt ở đây. Điều đó rất khỏe cho tôi. Không chỉ Việt Hương, Thanh Thảo cũng quyết định cùng chồng con quay về Việt Nam. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh chồng Việt Kiều của cô cùng vừa về nước để đoàn tụ với vợ con. Cặp đôi cũng quyết định mua một căn nhà cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh để cô có thể ở lại quê nhà hoạt động nghệ thuật lâu dài và cả nhà ổn định cuộc sống. Thanh Thảo bày tỏ sự xúc động khi ông xã đã ủng hộ cô trở lại Việt Nam để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật và kinh doanh. Nữ ca sĩ sinh năm 1977 tâm sự. Cô biết quyết định của anh lúc này là sự hy sinh rất lớn về cả thời gian, tiền bạc, sức khỏe để cả nhà có thể được ở bên cạnh nhau. Mặc dù ông xã của cô không thể hiện điều đó ra bên ngoài, song cô vẫn cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô và các con là không gì đong đếm được. Mới đây Thanh Thảo còn khoe con gái của cô học cùng trường với con gái siêu mẫu Hà Anh. Cuộc sống hiện tại của Thanh Thảo ổn định, công việc của cô nhận được đều đặn, lo được cho gia đình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.